Bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi mở hộp một cái series DVA mà bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Như chúng ta đã thấy là trong một cái thùng DVA ấy, thì nó có hai cái loa. Bây giờ lấy từng cái một rồi. Thông thường ấy thì DVA mini ấy, nó có hai loa. Bỏ cái loa ra phía trước. Trong thùng thì chúng ta sẽ thấy là có một cuốn catalog của series này và một bộ dây, bao gồm một dây link và một dây nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xem là trong thùng này có gì. Đây là mặt sau. Đây là mặt sau của DVA M2M. Như các bạn cũng thấy, đây là cái men, nói nôm na là cái men chính của DVA. Thì nó sẽ bao gồm là, đặt xuống đi, chứ dùng quá còn không thì gác lên đi. Từ bên phải qua thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái chỗ cắm nguồn, thì nó cho các bạn là auto rate, tức là từ 110 cho đến 220 V. Thì cái lỗ cắm này là cái lỗ cắm của đường nguồn chính, rồi cái lỗ cắm này là cái đường nguồn nó sẽ link đến cái là ở trên. Rồi đây là cái bộ gài. Đây là cái chốt gài của M2M, thì chúng ta chỉ cần bấm một cái nút này, và chúng ta rút ra thôi. Rồi khi mà link với lại loa trên ở hoặc dưới thì chúng ta bẻ cái này ra và chúng ta gài nó lên trên. Sang đến phía bên đây thì chúng ta thấy là có một cái jack link để cho loa ở phía trên, rồi cái nút điều chỉnh độ nhạy, cái nút điều chỉnh cái gain của đường tín hiệu audio, và các đường link canon, jack canon, đường link jack canon cho tín hiệu. Thông thường thì một cái M2S, M2S ấy, thì nó sẽ có hai loa, một cái men như vừa rồi chúng ta thấy, và cái này chính là cái loa. Bây giờ chúng ta sẽ xem là có cái gì. Nó cũng tương tự. Nếu mà muốn lấy cái này ra thì chúng ta phải bấm cái nút này. Chúng ta bấm cái nút này và lấy ra. Rồi gỡ. Như vậy là đối với cái series M2S này thì chúng ta thấy là ở dưới ấy, cái dây link ở dưới đi lên là sẽ cấp tín hiệu cho cái hệ thống loa ở cái loa trên này, và người ta còn gọi nó cái loa này là loa slave. Và trên đây DB Technology người ta cũng có mô tả cho chúng ta cái việc setup đối với các cái format hệ thống loa này như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc lắp ráp.
ở bên hông nó có hai cái chốt màu đỏ. Khi chúng ta ráp thì chúng ta phải gài cái chốt vào. Sau khi chúng ta gài được cái chốt vào rồi thì cái lẫy nó sẽ tự động nó nhảy xuống và nó khóa lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành gài cái thang ở phía đằng sau, làm sao đó cho nó phù hợp với lại cái độ cao mà mong muốn, với cái góc mà mong muốn, với cái góc mà chúng ta mong muốn thì chúng ta có thể điều chỉnh. Chúng ta có thể điều chỉnh các cái lỗ này, các cái chốt nằm trên cái lỗ này để chúng ta căn được cái góc theo như setup của chúng ta. Sau khi đã gài hai cái chốt này xong á, loa đã nằm được đúng vị trí rồi đó. Sau khi đã chắc chắn là cái chốt màu đỏ này đã gài, đã khóa vào hai cái loa với nhau rồi đó, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể nâng lên hạ xuống chiếc loa này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái việc gài nó theo góc. Như vậy khi mà lắp vào trong một cái line array á, thì chúng ta phải mở cái cây này lên. Đó. Rồi nâng cái loa này lên và chúng ta đẩy cái cây ở dưới. Sau khi đã căn theo góc của chúng ta đã setup đó, đó, thì chúng ta đẩy cái chốt qua nó sẽ gài cứng lại. Ở đây thì như các bạn thấy là chúng tôi đã để hơi cao, chốt hơi cao, cho nên bây giờ sẽ thay đổi cái góc lại một chút. Đó. Làm đi. Bây giờ chúng ta sẽ mở chốt ra và hạ cho nó thấp xuống. Bây giờ từ từ nhấc lên đi. Từ nhấc lên. Rồi xong gài chốt vào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp ráp tiếp. Cái loa thứ hai lên. Rồi làm đi. Đã. Rồi. Sau khi gắn dây linh cho dây tín hiệu, cái dây linh này, dây linh, sau khi gắn cái dây linh cho tín hiệu thì chúng ta sẽ tiếp tục gắn cái đường audio input cho
cho là. Và cuối cùng là chúng ta sẽ gắn dây nguồn. Trong trường hợp mà cần thiết thì các bạn có thể chỉnh cái gain cho nó vừa đủ theo như ý của chúng ta, nhưng mà thông thường nên để ở 0 dB. Và cuối cùng là chúng ta cắm dây nguồn. À nha. Cắm. Sau khi đã gắn hoàn chỉnh một bộ lên rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là tôi đã gắn hai bộ. M2S, hai bộ M2S lên để chúng tôi test thử. Đi kèm với bộ M2M và M2S ấy. Như vậy các bạn có thể thấy là đi kèm với lại một cái thùng loa. Ở trong một cái thùng loa DVA M2M thì nó có là một cái loa M2M và một cái loa M2S. Đây. Như các bạn thấy là có một cái DVA M2M và một cái DVA M2S. Như vậy chúng sẽ đi theo một cặp. Và cái M2S là chỉ có đường link dây tín hiệu đi lên thôi, dây loa đi lên thôi. Còn nguồn là được cấp từ cái M2M. Đi cùng với M2M và M2S ấy, thì chúng tôi có đi gắn kèm với cái MS12 là hoàn chỉnh một bộ DVA mini. Như vậy đây là mặt trước, các bạn có thể thấy một lắp hoàn chỉnh một bộ DVA mini. Ở đây chúng tôi có gắn hai bộ M2M và M2S. Đây là một bộ này. Đây là bộ thứ hai này. Đi kèm với một cái DVA. Đi kèm với DVA MS12 là hoàn chỉnh một bộ DVA mini. Bây giờ chúng tôi sẽ tôi sẽ test thử trên Behringer X32 để kiểm tra xem âm thanh như thế nào.